em bán tủ thờ để lấy tiền làm vốn nuôi con của mình được không anh Hồ? Đó là một cái cuộc gọi từ anh Hậu sau khi vợ mình mất đi, được Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Vì sao gia cảnh nên ông nổi như vậy? Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ngay tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang để tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của anh Hậu. Vì khi một hoàn cảnh giúp đỡ mà nghe câu đó thì ai không chua xót, và thậm chí là sắp xếp công việc Bùi Hồ trở về tỉnh An Giang để gặp anh cùng với lại hai đứa con của mình sau khi vợ mất cũng hơn nửa năm qua. Và ngày hôm nay trở lại đây, anh Hậu bắt nhịp với một cái công việc mới, đó là mua phế liệu. Đây là chiếc kèn để anh có thể mưu sinh hàng ngày. Và cái chiếc kèn này anh sẽ với lại một cái chiếc xe đẩy cũ kỹ, anh Hậu đèo theo hai người con của mình mua phế liệu sinh sống ngày nào qua ngày đó. Thực hư cái câu chuyện là bán một cái tủ thờ, nơi được cho là linh thiêng nhất á, và thờ của quyền ông bà thì không ai làm chuyện đó cả. Bây giờ thì một là chua xót vì cái câu chuyện đó, và hai là vì sao anh Hậu không thể mượn tiền ai được hay sao mà phải bán luôn cả cái tủ thờ, cái nơi mà người ta cho rằng là ít ai nghĩ đến để mưu sinh. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây. Đây là bé con gái lớn, con của anh Hậu với lại chị. Sau khi vợ của anh mất đi thì để lại cho anh hai người con. Lần thăm gần nhất đó chính là Bùi Hồ quay trở lại thăm gia đình anh. Lúc đó thì gia đình anh cũng đã hết gạo rồi. Và Bùi Hồ cũng đã có trích tiền của mình cho 500 nghìn để mà mua gạo. Và sau đó thì Mạnh Thường Quân của kênh Úc Đồng Tháp, đó là anh Trường Ngô ở Hà Nội, hỗ trợ 1 triệu đồng với lại một cái chiếc xe gắn máy, một cái chiếc xe đẩy giá 250.000 đồng để làm phương tiện mưu sinh. Anh Hậu cho rằng với chiếc xe đẩy này mỗi ngày anh buôn bán có thể là lời khoảng hơn 100.000. Nó tiện hơn là việc buôn bán với số vì nó sợ ới ẩm. Đây là một cái phần quà của anh Trường Ngô để cho anh Hậu mưu sinh. Ngày hôm nay thì sẽ tìm hiểu thêm về cái câu chuyện đó để mà có phương hướng giúp đỡ. Vì thật ra thì khi mà nghe điện như vậy á, thì đối với là một người mà kết nối với Mạnh Thường Quân như Bùi Hồ á, thì có đầy đủ những cái yếu tố để mà thích quỷ Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Nhưng không, Bùi Hồ muốn tìm hiểu thật sự cái câu chuyện như thế nào ha. Em chào anh Hậu ha. Ngày hôm nay thì em với lại Úc Đồng Tháp qua đây có gặp anh trên đoạn đường mà anh chở hai đứa đi mưu sinh. Em với Úc Đồng Tháp có điện anh mà điện không có được. Dạ. Vậy thì mình làm cái này lâu chưa? Thì bữa nay nó là ngày thứ tư rồi anh. Từ hồi bữa em bữa đó khai trương là bữa mùng 4. Mỗi một ngày như vậy là được bao nhiêu tiền? Thì em lời tính như mình lời chừng khoảng thì nào ngay thì nó tầm chừng khoảng có 120-130 đô lại. Mình dạ. Đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì như giấc sáng này thì mình chừng 7 giờ mấy rồi mình chuẩn bị mình đồ đạc cái mình khởi công mình đi. Thì đi tới chừng khoảng có tầm cái chừng 10 giờ ngoài là em đi về đồ lo cơm nước cho hai bé, với đút hai bé ăn. Rồi chiều. Chiều thì chừng có 1 giờ ngoài 2 giờ là em đi cút nữa. Và sau đó mình cơm. Dạ. Sau đó thì mình canh giờ cái mình chừng khoảng là 4 giờ về mình soạn đồ mình đi căng. Rồi tới giữa thì nó tới 5 giờ là người ta đóng cửa rồi đó. Rồi mình không có biết cái giá mua sao, ai hướng dẫn cho mình? Dạ cái đó thì cái chủ dựa người ta đó anh, thì người ta ghi cái bảng giá ra đó, cái bảng giá mà người ta thu mua những cái món đồ vô đó, như sắt, bọng, mũ đồ này nọ đó. Thì người ta ghi ra đó rồi cái người ta nói thì mình về mình mua cái món đồ đó là cái giá nó bao nhiêu vậy đó, thì mình mới ghi vô ví dụ như là người ta ví dụ ta căng cho, ví dụ như mẫu căng như 5.000 vậy đó. Thì mình người ta kêu mình về mình căng ta thì 4.000, thì về vô giữa căng lên. Thì
Em thấy thì nằm ngay cái nghề này thì nó cũng ổn định cũng được lắm anh. Anh thấy công việc này nó phù hợp với gia đình của mình với cái tình cảnh hiện tại của mình hiện nay không? Dạ, em cũng thấy là nó phù hợp với lắm. Thì nằm ngay trước thì như em đi mua quán gì nè, thì nó đi mua đồ ngủ gì nè, thì nó nằm ngay á. Thì sáng sáu mấy 7 giờ đó thì mình thí dụ như mình cho bé đi đi học thì này đó thì 6 mấy 7 giờ rồi mình đưa bé đến trường. Xong thì 7 giờ ngoài quay lại thì về mình soạn đồ rồi đưa mình lên đường mình đi căng. Thì tới trưa chút thì chừng khoảng tầm 10 giờ đó thì mình mới rước hai bé đi về. Thì cái khoảng thời gian đó thì em thấy giờ nói chung ra công việc này em cũng mừng lắm anh, nó cái thời gian thì nói chung nó có đây mình cũng dễ lắm. Sao mình không bán vé số? À, như cái bán vé số á thì em cũng có cái dự định rồi. Thì em thấy nhiều khi mình lãnh á, vé số từ giá là 100 hoặc là 200 tờ, hay như 200 tờ đi. Thì mình bán mình nên tính chi phí này nọ, ăn uống gì nọ rồi đó. Nhưng mà trong 200 tờ đó thì ví dụ như 4 giờ mấy 5 giờ là bắt đầu mình lãnh. Lãnh bắt đầu thì nội trong 5 giờ đó hay là như 5 giờ đó thì bắt đầu mình lo mình chạy đi bán tới 9 10 giờ khuya. Nhiều khi ví dụ mình rồi bán tới sáng thì sáng sớm mình tranh thủ mình cũng lo đi bán nữa. Rồi cái thời gian rồi lớp nào con cái nhiều khi tới 7 giờ mấy bé đi học rồi đó. Thì mình không có cái thời gian nên giờ mình đưa ví dụ đưa đi rồi lo cho mấy bé ăn uống xong lo đưa đi rồi thì lay quay tới giờ mấy bé giúp mấy bé về nữa rồi. Rồi lay quay cơm nước thì tới 1-2 giờ thì mình đi bán nữa, nhiều khi rồi không được thì nó động là một cái là lỗ vốn hồi này nọ là không còn gì luôn á. Bởi vì em dự định là có cái nghề mà căn đồ ngủ này á, ví dụ thay vì bây giờ mình đi căn được 10 ngày đó 10 ký hoặc 5 ký hay này nọ rồi đó, giờ mình có đồng lời rồi là cũng như mình căn cái giá vô rồi mình đi căn giá vô rồi tới chừng mình bán ra làm riết cái giá bán ra rồi. Em thấy cái công việc này nó phù hợp với em dữ lắm. Hôm trước là em ghé mình cách đây là lâu chưa? Em nhớ cũng tầm có mười mấy ngày nay à. Khoảng nửa tháng thôi. Dạ. Thì cả đó. Anh có mua gạo rồi cho gia đình đủ hết đầy đủ hết chưa? Dạ có rồi. Thì lúc đó là ngay thì em đi đóng tiền điện. Đóng tiền điện xong là 218 ngàn. Rồi còn dư lại thì em mua như 100 ngàn sữa đó cho bé bôi. Còn lên trong ngoài đó thì em mua vài ký gạo. Rồi em ăn cũng mấy em dài đó thì nào cái thì rồi ổng có ông anh ở bên cái xài đó, ổng thấy em cảnh như vậy đó. Rồi ổng cũng ổng qua ổng thấy rồi ổng thôi để bản đi ổng cho 5 ký gạo về ăn. Rồi em đỡ đổ vô luôn cũng mấy bữa nay. Là mua được mấy ký? 5 ký hả? Dạ hổm thì trước đó thì mua được bữa hổm lại mua được 4 ký rồi chứ không tới 5 ký. Sáng nay mình gia đình mình ăn sáng chưa? Dạ có nãy có cho hai bé đi ăn trên này rồi anh. Dạ còn anh? Thì cũng ăn chung với hai bé luôn. Dạ. Đây là cái tủ thờ của nhà mình. Dạ. Đúng không? Xin đây đi anh Học. Dạ. Cái tủ thờ này là anh mua hay sao? Thì đầu ngay hổm là trước thì mấy chú mấy cậu bên vợ của em đó. Thì ổng thấy hoàn cảnh của em đó ổng cũng tới lui với ổng. Tại vì lúc mà vợ em vừa mất mấy ngày đó thì cái chừng mà ông hay thì ông mới đến như cái lúc mà mình cắt cái nhà rồi nè. Thì ông hay chứ hay ông đến ông coi thấy em để cái bàn mà kia nó cũ nó mục đó anh. Rồi mình chim mấy cục gạch lên đó. Mà ông thấy tội quá rồi mấy ông về bển ông bàn bạc nhau mấy ông cho cái tủ này. Cho tủ này trị giá bao nhiêu tiền? Em cũng không biết. Tự mua tự cho luôn hả? Dạ, ổng mua cái ổng chở qua chắc đó cũng 11 mấy 12 giờ trưa mình. À, rồi tự cho gia đình mình cái tủ thờ này. Dạ. Cái tủ thờ này là bằng gỗ của bác của anh chị. Thì nếu như mà mua thì Bùi Hồ nghĩ là chắc còn cũng khoảng 4-5 triệu. Dạ thì theo em cũng nào giờ mình cũng ở đây em... Bùi Hồ không có định giá về cái tủ thờ nhưng mà mình nói cái chất liệu để mà làm nên cái tủ thờ nó đẹp mà nó trang nghiêm như vậy á thì nó không phải là rẻ tiền. Vừa rồi em có nhận được cái cuộc gọi của anh. Dạ. Thì trong cái cuộc gọi đó anh nói là anh hỏi ý kiến em là về việc bán cái tủ thờ.
Dạ đúng rồi anh, tại vì em có cái dự định đó. Nhưng bây giờ là em cũng như là lúc đó thì nào ngay á thì em dự định đi mua đồ mũ rồi nè. Trước mắt thì vốn không có. Và thứ hai nữa thì nói chung ra thì vốn không có rồi thì em cũng không có đường nào mà tính được cái chuyện mà đi làm ăn nha. Rồi em lúc đó thì nói chung ra cái tinh thần của mình nó cũng như là nó quá bối rối rồi. Mình không có đường nào mình để tính được chứ. Rồi mới tính là dự định mới ra là đã có cái nguồn vốn để đi mua để nuôi hai bé. Còn đi dắt muối thì bấp bênh hoài à. Không thì nào ngay cái lúc mà điện anh á, lần đó em đi dắt trước đó là cũng 4-5 ngày vậy đó. Mà đi màng vậy chứ lúc nào mình màng được ngày có 200 ngoài 300 đô lại, nhưng mà tiền mình gửi hai bé là cũng 100 ngàn ngày à. Rồi tới chừng mình đi về rồi á thì xăng cộ còn có mấy chục ngàn không à. Thì mình cũng như tính gì đó thì tới nhưng mà nghĩ bữa với hai là quay hai ba bữa là đâu có tiền gì đâu ăn. Nhưng mà lúc mà gia đình dòng họ anh mua cái tủ thờ cho anh để anh thờ của quyền ông bà, của quyền tất tổ á. Thì lúc đó là đem qua thì anh mới biết thôi hay là có anh đã biết trước rồi? Thì có nghe mấy ổng nói sơ, nói đấy nữa ông tặng đồ. Cậu chú của bạn tặng đồ đây thì ông cũng có qua có mấy lần. Lúc đó thì sau khi kẹt quá thì anh cái người tặng á thì anh không thông qua với người tặng mà vì sao lại thông qua với em? Tại vì nào ngay em sợ thì nhiều khi nói cho mấy ông nghe mấy ông buồn. Nếu như mà anh bán luôn cái tủ thờ mà mấy ông cậu mấy ông chú không biết thì càng buồn hơn chứ. Dạ đúng. Chứ rồi, em tại vì em nào ngay lúc đó thì mình cũng bối rối quá. Không có đường nào giữ tính được. Như lúc đó thì nào ngay tiền bán không có, em nói chung con thì kho quẹt cho nó ăn được cũng bữa hai bữa đó. Kho quẹt thì cho nó ăn sáng còn trưa chiều. Mà lúc đó anh có anh dự định là anh bán cái tủ thờ thì anh dự định là bán cho ai và bán với số tiền là bao nhiêu? Em như em dự định là em tính kêu người ta. Định kêu người ta mấy họ mới dự định là mình kêu. Mình đi kia như có mấy ông anh mà em quen rồi đó. Họ thí dụ em tính là dự định là qua kêu mấy ổng rồi hỏi mấy ổng rồi sao đó. Nhưng mà em cũng chưa có đi lúc đó thì đầu nghe em suy nghĩ thì thôi giờ mình hoàn cảnh giờ cũng khó khăn quá à. Thôi để mình điện thử anh Hồ xin ảnh có hỗ trợ gì đó gì mình được hay không. Còn nếu mà túng cùng nếu mà không được á thì mình sẽ mới ra cái này mà mình sẽ đi kêu người ta thì mình sẽ ra. Nhưng mà lúc đó anh dự định là nếu như bán anh dự định là bán bao nhiêu? Em cũng không biết nữa, tại vì mình tính là như em điện nha cho anh á mà không được á thì em mới dự định đi kêu người ta rồi mình mới hỏi là cái giá nó có giá được bao nhiêu vậy đó. Anh có biết được rằng là tủ thờ là nơi tối cực kỳ quan trọng để mà mình có thể đụng vào không? Vì tính về vật chất thì về tinh thần đó là cái nơi mà dòng họ bên cậu của anh để mà làm nơi cho anh thờ cúng cho ổn định trong gia đình. Tính về giá trị, tính về mặt về tâm linh á, đây là nơi cũ quyền ông bà của mình. Mình trang trọng thắp nhang để mình cầu nguyện khấn vái để cho ăn nên làm ra, không thể đụng vào. Thậm chí là khi người ta thiếu nợ những người ở trong dân hồ hay xã hội thì những người đó người ta xiết nhà người ta vẫn không bao giờ dám đụng đến cái tủ thờ hoặc là cái trang thờ của nhà đó, vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều về cái mặt phước mặt đối với ông bà. Đây là cái phần mà tôn kính nhất và cực kỳ tối thiểu để mình đụng vào và nghĩ đến cái chuyện bán đi. Và thậm chí cô bán anh chị biết không, cái người mà cuộc sống bình thường và tối thiểu họ vẫn không bao giờ mua cái tủ thờ của người khác lại. Anh có biết điều đó không? Thì cái đó tại vì nào hay em nói chung ra thì không, thì em quá bối rối, em cũng không có suy nghĩ được cái gì trơn á. Rồi mình không có suy nghĩ tới cái vấn đề đó cho nên em
nhưng mà anh em là em xem anh giống như là người anh tâm sự thật, vì em cũng từng đến với gia đình mình, hiểu cái hoàn cảnh của mình. Sống cái cảnh gà trống nuôi con thì không có vợ của mình cực khổ lắm, không có tiền thì nó còn khổ hơn nữa. Tuy nhiên mà em có một cái tâm sự như thế này nè, khi nghe anh điện á thì em có nói lại một câu á, từ từ đi anh, khoan hay xử lý, để em đi miền Trung về em xử lý. Đó. Vì thật ra thì bản thân của em không bao giờ muốn anh đụng đến cái nơi mà phải gọi là tôn kính như thế này. Và thậm chí ngoài sau có một cái bàn ở ngoài sau nữa nè. Một cái tủ ngoài trước, một cái bàn ở ngoài sau nữa nè. Và đây là cái phần mà ông bà của mình thường lên để mình thờ. Dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa, mình có thể mình đi xin được, nhưng mà mình không thể nào mình đi bằng cái đồ thờ nào. Ngay lúc đó thì em quá bối rối giờ. Và em khuyên anh là trong cái tư tưởng của mình không nên nghĩ như vậy nữa. Và khi anh điện cho em á là em hơi bức xúc. Em buồn mà em lại bức xúc. Bức xúc vì từ trước giờ em chưa nghe ai nói là về việc bán tủ thờ cả. Em đi gặp rất là nhiều hoàn cảnh nhưng mà em nghe chưa nghe ai nói vậy cả. Tại vì và nếu như mà cô bác anh chị có nghe được á, mình đồng quân có nghe được những người mà giúp mình á, thì người ta cũng bức xúc. Bức xúc, cảm thấy buồn vì anh có một cái, anh không biết, em không biết là cái suy nghĩ của anh chủ yếu là thoáng qua để anh giải quyết cái vấn đề trước mắt, hay là cái suy nghĩ này nó đã có ý định từ trong đầu từ anh khi mà như vậy, hoặc là cái suy nghĩ của anh là anh muốn gọi cho em đến đây để em hỗ trợ gia đình của mình. Ở cái này là anh em chia sẻ thật, anh đừng buồn em. Em là người hiểu hoàn cảnh anh hơn ai hết. Và ngày hôm nay cái hình ảnh mà em cảm thấy xúc động nhất đó là em chạy ngang đây Úc Đồng Tháp điện cho anh không được, và sau đó là em nhìn thấy anh đèo hai người con của mình trên một cái chiếc xe, rồi sau lưng đó là phải gàn thêm một cái chiếc xe đẩy cũ kỹ nữa. Ai cũng thương cả, thấy hình ảnh gà trống nuôi con vậy ai cũng thương cả. Thật sự là em cũng rất rất thương. Nhưng mà trước đó thì buồn anh bao nhiêu thì bây giờ lại thương anh bao nhiêu, vì anh cũng có lao động thật sự chứ không phải là anh làm màu cho qua. Em nghe Úc Đồng Tháp ủng hộ anh Trường Ngô của kênh Úc Đồng Tháp ủng hộ được 1 triệu để cho mình làm vốn thì mình đi mấy ngày nay, thấy vậy thì em cũng mừng. Thì nào ngay mấy trăm ngàn ngày nay mình mua thì nhiều khi về cái mình mua đồ ăn hoặc là mình mua sữa cho mấy bé rồi đó anh, để cũng có đồng vô đồng da cũng nó đỡ đỡ chút. Em phải chia sẻ thật với anh như thế này. Em là người kết nối thì em có tiền của Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ anh được. Tuy nhiên mình nhìn nhận theo góc độ lạc quan hơn tí xíu. Mình còn sức khỏe, mình còn cơ thể khỏe mạnh, mình lành lặn, và hai đứa con mình khỏe mạnh là mình túng thiếu tí xíu rồi mình làm cái chuyện khác. Ví dụ như anh hết, anh có thể điện thoại cho em, anh nói một câu: anh Hồ ơi, bây giờ em hết vốn, anh có thể cho em mượn 1 triệu hay là 2 triệu. Em làm vốn cho em mượn, sẵn sàng em cho anh mượn. Cái chuyện đó là bình thường đối với em. Anh nhưng mà tại vì, em... tại vì khi mà Bùi Hồ đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn, như cô bác của anh chị biết là khi mà Bùi Hồ đi đến cái làng Cùi ở Gia Lai á, mấy ông bà cô chú ở đây nè, những cái không còn cái bàn tay nữa, chỉ còn cái lẳng tay này thôi. Nhưng mà vẫn phải đi lên gãy để hái rau về sống, ai cho gì được đó. Đó mất khả năng lao động hơn 80% rồi. Nên là nỡ là em nói ở đây không phải là có sự so sánh, mà nói ở đây cho anh có sự nhìn nhận rõ ràng là dù cuộc sống bế tắc như thế nào đi chăng nữa thì mình quên đi cái câu chuyện là mình bán luôn cả cái tủ thờ để mình chăm sóc con của mình. Ông bà mình không đồng ý chuyện đó, đúng không? Bây giờ ví dụ như anh có cái nhà, anh bán luôn nhà người, anh nói để bây giờ hiện nay anh ra ngoài anh sinh sống để cho con mình có tiền uống sữa, nó không phải vậy. Anh bán cái nhà anh sẽ ở đâu? Thì ông bà của mình, ví dụ như cái tủ thờ là nơi ông bà của mình về để chứng kiến, để phù hộ cho mình, thì nếu như mà anh cho ra đi rồi thì ông bà mình sẽ thờ như thế nào? Mình phải hiểu được vậy. Ngày hôm nay thì con với Úc Đồng Tháp có vô nhà của anh Hậu thì chia sẻ cái câu chuyện này, cũng mong rằng ông bà sẽ củ quyền bên anh Hậu á,
cũng sẽ phù hộ cho anh Hậu, cũng như có sức khỏe dồi dào để chăm sóc các con. Dạ. Cũng như là trên đoạn đường đi của Bùi Hồ và Úc Đồng Tháp, cũng như là các anh em mà cất nhà cho anh Hợp á, cũng luôn sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều điều may mắn là một điều gì đó rất là vui. Sao em nói anh sức rồi anh? Dạ. Buồn em hả? Không có, tại vì anh nói thì em nghe thì cũng mình sẽ đi suy đi nghĩ lại cũng rất đúng. Tại vì trong khi đó em cũng có nhiều khi suy nghĩ nó cũng hơi nông nổi đó. Tại vì nó rối lắm rồi. Nhưng mà em có suy nghĩ như vậy đó. Bây giờ anh suy nghĩ anh chỉ cần nói là anh Hồ cho em mượn 2 triệu để em làm vốn, em không dám xin mình hơn Quân nữa. Em sẵn sàng em cho anh mượn khi nào anh trả không được. Dạ. Em dám hứa với anh là vậy. Thì đầu ngay em bây giờ cũng như hoàn cảnh em bây giờ, ví dụ như em xin nhờ anh hỗ trợ đó, thì như lúc đầu em suy nghĩ thì định có tính này, ví dụ chừng nào mình hỏi anh, ví dụ như mà anh có thể giúp em được nữa thì em cũng rất vui. Còn ví dụ như sợ nhiều khi mình nhờ Mạnh, Quân, cô chú, anh chị rồi đó giúp mình cũng nhiều lần quá, thấy mình cũng e ngại, cũng kỳ lắm. Rồi ví dụ như em tính chừng nào mà có kẹt nữa, vô bế tắc luôn đó, không còn đường nữa, em mới có suy nghĩ lại đó. Em thì có một cái suy nghĩ là giúp được một hoàn cảnh nào thì em sẽ không giúp nữa. Dạ. Và giúp họ một cái cần câu để họ kiếm được cái con cá, chứ em không thể nào đem một cái con cá đến nhà họ hộ hoài. Dạ, đúng. Vì đó là cái nghề mưu sinh, ai cũng cần phải lao động để mà sống. Dạ. Vì đâu đó cũng cần rất là nhiều, còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và em còn phải gặp gỡ. Và có những cái hoàn cảnh khó khăn này nó phải nói, nó thật sự là cũng khổ hơn anh rất là nhiều. Dạ. Anh thì bây giờ cũng còn được có cái cơ ngơ là cái ngôi nhà an cư lập nghiệp. Dạ. Nơi thờ cúng ông bà đâu đó đó nó ổn định rồi. Bây giờ chỉ còn cái việc là mưu sinh ăn uống hàng ngày thôi. Dạ. Đó là cái câu chuyện quan trọng, đầy đủ sức khỏe là tốt rồi. Em thì nhỏ tuổi hơn anh Hậu, em nói không phải là một người ở cái thế trên để mà vì em có tiền kết nối Mạnh Thường Quân để mà em nói sao cũng được, mà em là người em của anh. Dạ. Nhỏ tuổi hơn anh và em thấu hiểu cuộc sống của anh nên em mới kết nối với Mạnh Thường Quân để mà chia sẻ những cái khó khăn cùng với anh. Dạ. Chứ em không phải là người mà có tiền kết nối với Mạnh Thường Quân mà em lấn áp anh, đàn áp anh, cho rằng việc đó là anh là làm như vậy là sai. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện mà anh đòi ra đi cái tủ thờ để nuôi con mình đó, việc đó không đúng. Em nói thật là việc tại đó không em đúng. Cũng có cái dự định suy nghĩ gì thôi chứ rồi em mới điện cho anh hỏi. Dạ. Anh có giúp đỡ em thêm một lần nữa hay không? Dạ. Thôi thì dạ. Người ta nói là thương thì cho gôi cho giọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Dạ. Ngày hôm nay em trở lại đây, em không có thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền cho mình. Dạ. Một là em thăm về hoàn cảnh gia đình của mình. Hai là trước khi gặp anh, em đã có gặp đội thợ cắt nhà của anh Hợp. Anh Hợp, vợ chồng của anh Hợp. Em có gặp anh Hải đóng La Phong này. Dạ. Và em có gặp anh Vũ thợ sắt. Và em có ngồi, mấy anh em ngồi với nhau. Dạ. Uống cà phê với nhau, bàn chuyện với nhau, thì có nhắc về cái câu chuyện của mình. Dạ. Và khi nhắc về cái câu chuyện của mình thì các anh em cũng vừa thấy buồn mà vừa thấy kiểu là không được vui, nói tại sao ra nông nổi như vậy. Dạ. Thì em không có trước tiền của Mạnh Thường Quân ra để ủng hộ gia đình của mình. Tuy nhiên ở góc độ của em, anh Hải là cho mới anh cũng biết mà. Dạ. Anh Hợp và vợ chồng anh Hợp và vợ chồng của anh Vũ thống nhất lại là mỗi anh em cho gửi cho anh 500.000 đồng. Dạ. Làm vốn để mà mưu sinh, là bốn anh em là được 2 triệu đồng gửi cho anh mua phế liệu. Dạ. Và đừng bao giờ, trong suy nghĩ của anh em khuyên thật là đừng bao giờ nói về cái câu chuyện là mình bán tủ thờ để mà nuôi con. Dạ. Với cái tâm thức của những người con người với nhau, những người mà trực tiếp tiếp xúc với anh, lo lắng cắt nhà cho anh mà không có cần lời nhiều, chủ yếu là gieo duyên, là người ta đẩy tích góp một cái phước nào đó thôi. Dạ. Thì mấy anh cũng động lòng và mấy anh gửi cho anh là như vậy. Thì có dịp ngày hôm nay cũng không có thời gian nhiều.
vì anh còn phải đi thu mua phế liệu nữa. Và em thay mặt cho các anh đội vợ chồng anh Hợp, vợ chồng anh Vũ và anh Hải, vợ chồng anh Hải với lại em là bốn anh em gửi cho anh 2 triệu đồng. Đây là cái phần để cho anh làm vốn và cũng mong rằng với cái khởi đầu lập nghiệp của mình á, đây là số tiền nó không có lớn. Yeah. Nhưng mà nó đủ vốn để cho anh thu mua phế liệu và chắc chiêu từng ngày để nuôi con của mình. Ông bà mình có câu là khéo gì? Khéo co thì ấm á. Khéo ăn thì no. Đây là không tiền không lớn nhưng mà nó là tất cả tấm lòng của các anh em gửi lại đến gia đình của anh. Thì cho em gửi lời đến mấy anh Vũ, anh Hợp rồi đó. Với anh Hải. Với anh Hải. À. Với anh Vườn Hồ. Dạ. Giúp đỡ cho em được số vốn gì em cũng rất là mừng lắm. Và em muốn nghe anh có một cái lời hứa. Ông tại vì thì em nào ngay có cái suy nghĩ hổng như là nói chung ra giờ nó bối rối quá, nó cũng chạy giọt lắm. Rồi em mới có cái dự định như vậy. Chứ em cũng ví dụ thông qua cho anh, ví dụ em điện qua cho anh, thông qua anh, ví dụ nhưng mà không được, ví dụ như mình không có, ví dụ anh có giúp em được nữa thì em nếu mà em đã rồi, còn nếu không có khả năng nữa mình túng cùng dữ lắm á, mình mới suy nghĩ tới cái vấn đề như thế này. Thật ra là em sẽ không trích tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh. Yeah. Tuy nhiên em và Út Đồng Tháp, nếu như Mạnh Thường Quân có hỗ trợ sữa hoặc là gạo cho anh á, thì em sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên là trích tiền của Mạnh Thường Quân thì em không thích, tại vì em đi sẽ có thể sẽ gặp những cái hoàn cảnh hơn, khó hơn anh. Thì em muốn nghe mấy anh em chỉ muốn nghe anh có một cái câu hứa cho an lòng là đừng bao giờ, bao giờ. Em thì đầu ngay thì em cũng nhiều khi em cũng mấy tháng nay cái bổ của em là cũng như mình đi mua đồ mũ vậy đó, rồi mình cũng không có cái nguồn vốn, rồi mình cũng ấp ủ mấy tháng nay rồi em cũng không biết liệu lượng sao giờ. Khi em cũng suy nghĩ tới vấn đề này ngoài nhiều khi rồi em cũng cho qua hoài à. Rồi viết thì em thấy cái cảnh mà nó quá cũng như là nó tột cùng, nó khổ lắm đó. Giờ mới sư có cái dự định lên thì mới nói hỏi anh thử. Bây giờ anh chứ, anh hứa đi với Út Đồng Tháp rồi đi, với lại các anh rồi đi. Dạ thì em thì giờ em cũng gán lo làm ăn, cũng như mình gán lo có được số vốn này vậy đó anh Út. Thì cái chuyện là ví dụ như này thì em cũng quên đi. Không được, không đụng tới nữa nha. Mà suy nghĩ cơ mà. Cũng như là sau này thì em cũng có cái suy nghĩ những cái vấn đề nó thiếu sai sót như gì nữa. Vì em hứa sau này là em không có suy nghĩ về vấn đề và đến cái tủ thờ. Dạ thì em cũng hy vọng được có cái sự hỗ trợ của các anh em đội thờ các nhà. Dạ. Cũng như buổi hồ thì em cũng hy vọng là sau này anh Hậu, cái công việc của anh Hậu được thuận lợi hơn và có cái cuộc sống tốt hơn. Dạ thì cho em gửi lời cảm ơn anh Vườn Hồ với anh Vũ, anh Hợp với anh Hải rồi với mấy anh rồi hỗ trợ em về cho có cái phần nguồn vốn để em đi mua đồ với để có cuộc sống nuôi cho hai đứa con em. Một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Hợp, vợ chồng anh Vũ, vợ chồng anh Hải đã san sẻ những yêu thương như thế này. Đây là cái phần quà không quá lớn về cái vật chất, nhưng mà đây là cả một cái tinh thần giữa tình người với nhau. Cũng đã từng tiếp xúc với anh Hậu cũng như là gia đình anh Hậu. Cũng không quên cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân đã từng hỗ trợ gia đình anh Hậu đến thời điểm này cũng như là những hoàn cảnh khó khăn khác. Anh Hậu cũng đã hứa rồi là sẽ không bao giờ nghĩ đến câu chuyện là sẽ nghĩ đến là bán cái tủ thờ. Và nếu như mà vậy là em nghỉ chơi anh luôn á. Dạ. Thì em cũng xin hứa với các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đó, thì sau này em có nghe anh Hồ nói về mới hiểu.
Chứ từ trước giờ ví dụ em cũng nói chung ra mình cũng không có, nói chung ra trước giờ đầu gái mình nhiều khi cũng như công chuyện này nọ mà ngăn rồi đó, nhiều khi mình em cũng suy nghĩ nó cũng cái này nó cũng không, nó cũng như là hơi nông cạn đúng không? Dạ, nó bối rối quá rồi cái em tính không có biết được tính vậy chứ. À, thôi thì được rồi, nhiều đó được rồi. Cố gắng là đi nói chuyện hồi sức, nói chuyện có làm đâu có thu mua phế liệu gì đâu mà sức mà thôi. Chắc có thể là nghe nãy giờ anh nói thì ở trong lòng nó cũng khó chịu đúng không? Không phải, nói chung ra thì nói thì em nghe em hiểu chứ. À, thôi thì cũng không làm tốn thời gian gia đình của anh nhiều, tại sáng cũng còn mát á. Gia đình của anh cũng phải đi thu mua phế liệu để cho các bé còn trưa về nhà còn nấu cơm nữa, chứ làm tốn thời gian nhiều quá ảnh hưởng đến cái công việc nữa. Mai mốt mà thu mua, mai mốt trở thành ông chủ phế liệu luôn là ngon rồi. Thôi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở video clip sau ha.